Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại với Talk Show của Rui và Steve. À, hôm nay ngày 16 tháng 3, mình nghĩ rằng ngày hôm nay thì không có tin tức gì quan trọng hơn cái tin tức kết quả của họp FOMC vào đêm nay dạng sáng ngày mai. Tại cái thời điểm mình quay clip này là lúc 4 giờ 20, cái thời gian đếm lùi đến khi mà có kết quả của FOMC là 2 giờ sáng đó. 2 giờ sáng nay 2 giờ sáng sắp tới chúng ta sẽ có cái thông tin về cái quyết định của Fed về cái việc tăng lãi suất chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là cái quyết định đó nó có giống như là thị trường đã dự đoán hay không nhưng nó nằm ở trong khoảng 0,25 đến 0,5 và đa phần mọi người dự đoán là 0,25 phần trăm chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem thì trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta sẽ làm gì mình nghĩ là mình sẽ quay lại và chia sẻ mọi người một số thông tin về bitcoin đi. Bitcoin là cái chủ đề có nghĩa là không bao giờ hết hot đúng nữa. thì có một cái trang đó là bitcoin index. thì cái trang này nó tổng hợp tất cả những cái lần mà có các cái bài viết ở trên mạng xã hội ấy. À, họ nói rằng là bitcoin đã chết rồi. À, thì đâu đó nếu mà theo cái trang này thống kê thì suốt từ năm 2010 đến bây giờ nghĩa là kể từ khi bitcoin bắt đầu có có cái sự để ý, đúng không? có cái sự chú ý của mọi người trên thị trường đến bitcoin từ cái lúc nó 0,11 đô các mọi người. Ví dụ ngày 15 tháng 10 năm 2010 là bitcoin 0,11 đô, Đấy, và có một cái bài viết là gì? Tại sao bitcoin không thể trở thành một đồng tiền? Hoặc là tiếp đó, đúng không? chúng ta thấy là những, những cái mức giá bitcoin mà rất là rất là lý tưởng. À, ai trong chúng ta cũng mơ ước là có thể mua được bitcoin ở cái mức giá này. Đấy, nhưng mà tuy nhiên, à, tại những mức giá rất là thấp thì bitcoin đã đã có rất nhiều à, cái sự gọi là phản đối đúng không? từ những cái chuyên gia ở trên thị trường, kể cả những cái chuyên gia về kinh tế, à, kinh tế học lâu đời hoặc là những cái nhà báo, những nhà báo gọi là rất nổi tiếng ở trong cái ngành kinh tế học ấy. họ cũng viết rất là nhiều. Ví dụ như là tại sao bitcoin sẽ thất bại này, tại sao à, Bitcoin thì đang chết rồi này Gì cũng được uh, Bitcoin là Ví dụ năm 2013 thì Có những cái bài viết là Bitcoin là vàng của những kẻ ngốc Đây là những cái bài Ví dụ cái bài Vàng của những kẻ ngốc này Còn được viết bởi Eric Posner Ông là một giáo sư Của trường đại học luật Trường đại học luật Chicago Đó, Đều là những cái người Mình nghĩ là họ rất có tiếng ở Trong cái ngành kinh tế Và những cái chuyên gia Rất là lâu đời trong ngành kinh tế Nhưng mà Tuy rằng là chống đối thì vẫn chống đối Hoặc là phản đối thì vẫn phản đối Nhưng mà Bitcoin vẫn cứ phát triển Đấy, Theo cái chiều hướng Nó cứ tăng thôi đúng không ạ 0,11 đô năm 2010 Đến năm 2013 122 đô Đến năm uh, Cuối năm 2013 lên 1.000 đô Rất nhiều bài Rất nhiều bài viết ở mọi mức giá của Bitcoin Mọi mức giá của Bitcoin Mà chúng ta thấy rất nhiều bài Đấy, Thì ở đây trên này còn có Một cái biểu đồ một cái biểu đồ chi tiết những cái bài viết đó cùng với cả cái mức giá mà Bitcoin tại những bài viết đó nó rất là hay, hay mọi người. Ví dụ nha, ví dụ thì rõ ràng là mọi người có thể thấy là đến năm 2013 thì Bitcoin mới được viết nhiều hơn. Trước đó đúng không? Năm 2010, 11, 12 thì những cái bài báo mà đề cập Bitcoin thì rất là ít thôi. Rất là ít. Ví dụ từ những cái bài đầu tiên này. À, Bitcoin sẽ thất bại được viết bởi Avery Fenaran là một cái người kỹ sư của Google, của Google đấy. thì ông có viết cái bài như thế này. Và vẫn còn suộc mọi người, vẫn còn suộc này này, vẫn còn bấm vào và chúng ta vẫn có thể đọc được đây. Tại sao Bitcoin sẽ thất bại một cái bài rất là dài. Mọi người có thể xem ở trên cái trang này rất nhiều thông tin hay. Thì tại thời điểm mà ông viết cái bài đấy thì giá của Bitcoin là 3,87 đô và ở dưới bài viết này họ cũng có một cái so sánh khá là vui vẻ là gì nếu bạn đầu tư 1.000 đô tại cái thời điểm mà bài viết này nó công bố thì tới hiện tại bạn đã có hơn 10 triệu đô 10 triệu à, 849.531 đô con số rất là lớn thì tiếp đó thì khi mà Bitcoin nhận được nhiều sự chú ý hơn từ cộng đồng là những cái năm 2013 14 15 13 là cái gần như là cái chu kỳ đầu tiên của Bitcoin ấy, khi mà Bitcoin đạt đỉnh 1.000 đô chúng ta có rất nhiều bài rất nhiều bài nói về Bitcoin Đấy, ví dụ à, à có một cái bài viết là Bitcoin sẽ Xuống 10 đô vào giữa năm 2014 đây một cái bài viết đăng ở trên báo business insider là một cái bài một cái báo rất là uy tín ở trong cái ngành à, kinh tế đúng ạ các cái bài báo kinh tế rất là uy tín ở trên này thì lúc ý Bitcoin giá là 683 đô thì cũng lại so sánh thôi nếu mà chúng ta đầu tư 1.000 đô tại thời điểm mà bài báo này được ra đời thì bây giờ chúng ta có 61.000 đô một cái khoản đầu tư rất là là tốt tăng gấp 60 lần trong chưa đầy 8 năm thì một đoạn đầu tư rất là tốt và bài báo này được viết bởi những cái nhà kinh tế học rất là có tiếng ví dụ đây của Mark William này ông là giáo sư của đại học Boston đấy còn rất nhiều rất nhiều các bài báo nữa Đấy, mọi người nhìn thấy nó càng ngày càng dày đặc không? càng ngày dày đặc rất nhất là cái hồi năm 2017 là những cái cao điểm mà rất là dày đặc là Bitcoin sẽ thất bại Bitcoin sẽ chết Bitcoin sẽ không đi tới đâu cả và đến cái thời điểm kể cả năm 2019 khi mà Bitcoin xuống cái đáy 3.000 đô đó, là những cái thời điểm mà có càng ngày càng nhiều bài báo mà viết về Bitcoin có những cái bài là Bitcoin sẽ trở thành vô giá trị Bitcoin gần trở thành vô giá trị cũng là một của một giáo sư, ông Santa Clara của à, của Đại học Santa Clara. Thì rất nhiều những người mà kinh nghiệm lâu đời ở trong cái ngành tài chính thì đều không ủng hộ Bitcoin. Đúng không? Nhiều lắm. Đến hiện tại, để mình xem, theo cái trang này nó thống kê được. Thì hiện tại, ui, nhiều lắm mọi người. Có 370 lần. Tính đến tháng 2 này, 370 lần là Bitcoin được coi là À, vô giá trị hay là sẽ thất bại này rất nhiều rất nhiều rất nhiều người nổi tiếng đã từng à, không ủng hộ Bitcoin nhưng mà mọi người mình lại muốn thống kê thêm một số thông tin cho mọi người là cách mà các cái tỷ phú những cái người tỷ phú họ quay xe như thế nào à, chúng ta có rất nhiều rất nhiều rất nhiều cái tấm gương ví dụ như là bây bây giờ nhé đây là những cái người mà đã giàu lên nhờ Bitcoin này Đó à. Đã nhờ giàu lên thì bitcoin thì có Brian Armstrong này Brian Armstrong là CEO của Coinbase thì uh, cái tài sản của ông nếu mà tính ra thì bây giờ là khoảng 6,5 tỷ đô đây là những tài sản ở công bố thôi nhé và những tài sản này thì không hoàn toàn là tính bằng crypto mà tính bằng các cái tài sản hiện thực của ông có uh, liên quan đến cả những cái nhà đầu tư họ đầu tư vốn vào cái công ty Coinbase bởi vì Coinbase là đã lên sàn rồi sàn Nasdaq với cái mã là coin thì đây là cái tài sản mà chắc là tính theo cổ phiếu chứ còn tính theo coi thì thì mình nghĩ là vô cùng lắm không thể tính được. Sam này, Sam của FTX thì cũng được 4,5 tỷ đô, cũng nhờ cái những cái cái đợt gọi vốn gần đây của Sam à, thì FTX được gọi vốn rất là nhiều và cái, tổng cái lượng mà cổ phiếu mà Sam đang có ở FTX thì nó trị giá là 4,5 tỷ đô. À La Sen này, Michael Saylor này. 2 tỷ này rất nhiều người ta biết một okay, cái và cái đây là cái người mà có thể vô lý nhất nếu mà nếu mà đánh theo cái này đó họ CZ có 1,9 tỷ đô thôi 1,9 tỷ đô này mình nghĩ rằng nó là cái tiền liên quan đến định giá định giá công ty hoặc gì đó chứ còn nếu mà nói về tài sản của CZ mà đang nắm giữ và với cái business của CZ, Binance và cả một cái hệ sinh thái của Binance Smart Chain và rất rất nhiều cái dự án crypto khác thì mình nghĩ là cái con số này chắc đã phải nhân lên tầm mười trăm lần đúng không trăm lần nhiều lắm đó. Tyler Cameron Villacop này ông hai ông này là anh em sinh đôi của sàn Gemini này Barry Sinbert này Barry Sinbert cũng là một một cái cá voi cá nhà táng khổng lồ ở trong thị trường crypto bởi vì bản chất ông là ai ông là chủ tịch của công ty mẹ của Grayscale à. <laughs> chủ tịch của công ty mẹ của của Grayscale. Đấy, và cái tài sản này của ông được tính là hình như là do ông đã bán một cái cái nền tảng giao dịch chứng khoán đấy, và bán cái này cho Nasdaq thì ông có cái tài sản này chứ còn tài sản hiện tại chính tính theo tính theo crypto mình nghĩ là không tính được đấy thì ông chủ tịch của digital currency group thì cái công ty này á, là công ty mẹ của năm công ty con trong đó một trong những công ty đó là công ty grayscale và bây giờ công ty Grayscale thì đang quản lý là 28 tỷ đô Bitcoin và Ethereum và các cái tài sản điện tử khác Rất nhiều, rất nhiều Rất nhiều những cái người mà gọi là tỷ phú trung kiên với cả thị trường ấy Thì họ đều đang giàu lên, đang giàu lên hàng ngày Và cũng có rất nhiều tỷ phú và hiện tại là gì? Quay xe Trước đây thì phản đối Bitcoin và hiện tại thì đang quay xe và công nhận rằng là ông đã sai về crypto và một trong những cái tỷ phú đó gần đây nhất đấy, trong cái phỏng vấn là ai là CEO của Citadel Ken Griffin thì ông là một cái tỷ phú mà rất nổi tiếng ở trong thị trường tài chính Bởi vì Citadel là một cái công ty quản lý quỹ rất là lớn ông nói ở trong cái bài phỏng vấn của ông ấy là thị trường crypto hiện tại có tổng vốn hóa thị trường nó hơn 2 000 tỷ đô và ông nói rằng nó nói cho bạn rằng ấy, là bạn sẽ không sai nếu mà bạn đầu tư bạn sẽ không sai, bạn bạn không thể sai nếu mà bạn đầu tư vào trong thị trường này. Và ông nói rằng cái sự tăng trưởng của thị trường crypto là một trong những cái sự tăng trưởng mà uh, vĩ đại nhất trong cái lịch sử tài chính trong suốt 15 năm trở lại đây. Uh, bên cạnh bên cạnh phim bên cạnh phim thì chúng ta cũng biết uh, hôm trước mình cũng đã chia sẻ với mọi người là Warren Buffett, Warren Buffett thì đã có lần gọi bitcoin là thuốc chuột. Nhưng mà hiện tại cái hành động của ông ý lại hoàn toàn là khác ờ, ông coi crypto và bitcoin như thuốc chuộc nhưng hiện tại ông đang đầu tư 1 tỷ đô vào nubank mà nubank là cái công ty cung cấp cái dịch vụ lưu trữ và ký gửi tiền điện tử nghĩa là họ thì họ phản đối đúng không ạ mồm thì phản đối nhưng mà tay thì đầu tư không đầu tư trực tiếp vào bitcoin hay crypto nhưng mà đương nhiên những cái đầu đầu lớn của họ thì họ đầu tư vào những cái công ty và một tỷ đô là một khoản tiền rất là lớn Đấy, và đầu tư vào Nubank là một công ty gọi là crypto friendly chuyên cung cấp các cái dịch vụ liên quan đến tiền điện tử thì rõ ràng rồi ông phải thấy một cái tiềm năng nào đó ở trong cái thị trường crypto này thì ông mới đầu tư mồm thì nói là tu chuột nhưng mà tay thì vẫn bóc tu chuột ăn <laughs> bên cạnh đó chúng ta lại thấy một cái người khác nổi tiếng mà dạo gần đây cũng rất nổi tiếng ở trong thị trường crypto là Mark Cuban Mark Cuban sát tanh đúng không ạ là một trong những cái người mà uh, trước đây đã có những cái buổi phỏng vấn và ông là phản đối crypto và ông nói crypto là quá khó để sử dụng, lại quá dễ để mà hack, quá dễ để mà mất, quá khó để mà hiểu và quá khó để mà định giá tài sản. Đấy, nhưng mà hiện tại ông là sao? Hiện tại thì ông đầu tư cực mạnh vào thị trường crypto. Đầu tư cực mạnh vào thị trường crypto Có một cái thông tin rằng À Mình nhớ là mình có một cái thông tin rằng Mark Cuban Những cái công ty của Mark Cuban đầu tư ấy. Đấy Mark Cuban Company Đây Mọi người nhìn nha Mark Cuban Company Đây là danh sách những cái công ty Mà tỷ phú Mark Cuban đầu tư Và trong đó có gì Có blockchain nó Nằm ở trong cái mảng này à, Đây là danh sách những công ty Mà Mark Cuban đầu tư rất nhiều Đúng không ạ Rất nhiều Polygon này, những cái OpenSea này, đây là cái sàn sàn giao dịch NFT lớn nhất hiện tại. Còn rất nhiều nữa, Zapper này, rất nhiều Polygon này và có một số cái tên có vẻ là không quen thuộc lắm với cả chúng ta ấy, nhưng mà đều là những công ty blockchain, Crypto và có vẻ là ông khoái đầu tư vào những công ty khởi nghiệp đúng không? Và một cái sắc nữa cũng rất là lớn ở trong thị trường đó là Kevin. Kevin O'Leary. Kevin O'Leary thì trước đây ấy, mọi người cũng thấy từ năm 2014, ông đã có từng lên lên những cái bài phỏng vấn ở trên CNBC về cái việc là ông không tin tưởng vào Bitcoin, à, Bitcoin là lừa đảo rất nhiều nữa. Thế nhưng mà hiện tại thì sao? Ông quay xe rất nhanh và khét. Hiện tại thì Kevin O'Leary nói rằng là ông đã đầu tư đến 20% tài sản của mình vào crypto rồi. 20 phần cái portfolio nghĩa là cái danh mục đầu tư của ông là đã ở trong crypto rồi đấy bao gồm cả các token và các cái blockchain firm nghĩa là những cái nền tảng blockchain thì hãy nghe các tỷ phú làm hãy xem các tỷ phú làm chứ đừng nhìn đừng nghe các tỷ phú nói à, rất nhiều thông tin đúng không còn nhiều nữa còn nhiều nữa còn rất nhiều các cái tỷ phú khác nữa rất nhiều đây còn đây còn nữa đúng không ạ? Bill Gross vua của trái phiếu ông vua trái phiếu hiện giờ đã quay ra đầu tư bitcoin trước đây thì ông cũng là một trong những cái người mà phản đối bitcoin và crypto rất là mạnh mẽ và ông chỉ tin vào những cái truyền thống thôi và trong đó thì có trái phiếu trái phiếu hoặc là công trái nhà nước à, trái phiếu của các công ty và công trái nhà nước thì ông là được mệnh danh là ông vua trái phiếu và hiện giờ hiện giờ thì ông ông cũng đã quay ra để đầu tư bitcoin rồi và rất nhiều rất nhiều các cái nhà đầu tư khác mồm thì thì nói là không thích nhưng mà cuối cùng thì cũng đã đều đầu tư vào crypto và quyết tổ vào trong cái thị trường 2 nghìn tỷ như bây giờ thì mình nghĩ nó là một cái thị trường gọi là không thể chết đấy, tuy là chúng ta có một cái trang nó bitcoin chết bitcoin đã chết rồi à, thống kê tất cả những lần mà à, truyền thông và báo chí nói rằng bitcoin đã thất bại bitcoin đã chết đấy, nhưng mà gần 400 lần thì bitcoin chưa một lần chết và nó còn phát triển kinh khủng à, thì đấy là những cái thông tin thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Đại thì chúng ta còn 9 giờ 21 phút nữa. Nếu mà tính theo cái giờ của mình, bây giờ là 4 giờ 38 chiều, mình đang quay clip tại 4 giờ 38 chiều ngày 16 tháng 3, thì còn 9 giờ 20 phút nữa chúng ta sẽ có cái thông tin chính thức về cái cuộc họp FOMC và chúng ta sẽ biết được cái kết quả của uh, cuộc họp này, cũng như là cái lãi suất mà chúng ta sắp tới là gì. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi thông tin này của Steve hẹn mọi người tại những cái buổi talk sâu sau